À, bắt đầu. Một, hai, ba. Doraemon ơi. Sao? Bạn có biết là để có những hạt cơm thơm ngon, trắng ngần như vậy, bác nông dân phải làm việc vất vả như thế nào không? Đúng rồi đấy Suka ạ. Bác nông dân phải làm đất này, bác nông dân phải gieo hạt này, và chăm bón này, xong thì thu hoạch này, một nắng hai sương đó. Thế bọn mình cùng nhau đi tìm hiểu xem là bác nông dân làm thế nào để ra được hạt gạo đi. Được rồi. Thế đợi mình nhá, mình đi lấy cuốc này, xẻng này, đồ dùng dụng cụ để cùng đi làm ruộng nhá. Không cần đâu, Doraemon sẽ có rất nhiều bảo bối giúp các bác nông dân trồng cây lúa đỡ vất vả hơn. Chờ mình nhá. Doraemon có máy làm đất này. Doraemon có máy gieo hạt nè. Doraemon có máy bay phun thuốc trừ sâu nè. Doraemon có cả máy thu hoạch này nữa nè. Tất cả trong túi của Doraemon. Đúng rồi, trong túi thần kỳ này hết đó. Doraemon mang rất nhiều bảo bối của thế kỷ thứ 22 về để làm ruộng đó. Hiện đại quá. Nào chúng ta cùng đi làm ruộng nha. Yeah. Ok.